Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5, trang 32 nha. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, toán lớp 5, trang 32, câu số 1. Số 1 gấp bao nhiêu lần số 1 phần 10? Câu B là 1 phần 10 gấp bao nhiêu lần 1 phần 100? Và câu C là 1 phần 100 thì gấp bao nhiêu lần 1 phần 1000? Như vậy là trước hết là phương pháp giải. Muốn biết số thứ nhất gấp bao nhiêu, số 2 bao nhiêu lần, thì mình cứ việc lấy số thứ nhất mình chia cho số 2 là bao nhiêu lần, đúng không? Ví dụ mình số 1 muốn biết gấp bao nhiêu lần 1 phần 10 thì mình sẽ lấy 1 chia cho 1 phần 10 là ra kết quả, mình kết luận, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 1 nha. Câu A nè, ta có, như vậy mình sẽ lấy 1 chia 1 phần 10 nhé. 1 chia 1 phần 10, như vậy chia sẽ biến thành phép nhân. Như vậy ở đây sẽ bằng là 1 nhân cho 10. 1 chia sẽ biến thành phép nhân. Đảo ngược phần số phía sau dấu chia, phần số phía 2, lúc này sẽ thành 10 phần 1. 1 nhân 10 chia cho 1 thì bằng 10, đúng không? Nên mình kết luận được là 1 sẽ gấp 10 lần 1 phần 10 nhé. Giờ tiếp theo câu B. Mình sẽ là người ta hỏi là 1 phần 10 gấp bao nhiêu lần 1 phần 100. Thì mình sẽ lấy 1 phần 10 chia cho 1 phần 100 nhé. Như vậy ta có nè, mình sẽ lấy 1 phần 10 chia cho 1 phần 100. Như vậy là mình sẽ chia bằng nhân đảo ngược. Như vậy có nghĩa chỗ này sẽ bằng là 1 phần 10 nhân cho 100 phần 1. Như vậy là 100 chia 10 bằng 10, đúng không? Như vậy mình kết luận được là 1 phần 10 sẽ gấp 10 lần 1 phần 100 nhé. Tương tự câu C, người ta hỏi là 1 phần 100 gấp bao nhiêu lần 1 phần 1000. Như vậy mình cũng làm tương tự, mình sẽ lấy 1 phần 100 chia cho 1 phần 1000. Chia sẽ bằng nhân đảo ngược, như vậy sẽ bằng 1 phần 100 nhân cho 1000 phần 1. Như vậy 1000 mình chia cho 100 thì cũng bằng 10. Nên mình kết luận là 1 phần 100 gấp 10 lần 1 phần 1000 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Tiếp theo câu số 2 tìm x. Câu A là x cộng 2 phần 5 bằng 1 phần 2. Câu B là x trừ 2 phần 5 bằng 2 phần 7. Giờ bài tìm x này mình chỉ làm bình thường, có nghĩa cộng chuyển quế thành trừ. Giờ sau đó mình sẽ quy đồng mẫu số mình tính bình thường, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 2 nhé. Câu 2A nè, x cộng 2 phần 5 bằng 1 phần 2. Như vậy cộng 1 cộng 2 phần 5 chuyển quế thành trừ 2 phần 5. Vậy x sẽ bằng 1 phần 2 trừ 2 phần 5. Như vậy ở đây là mình phải là phép trừ 2 phân số khác mẫu số. Như vậy mình sẽ đi quy đồng mẫu số. Mẫu số chung sẽ là tích của 2 nhân cho 5 là 10. Như vậy 1 phần 2 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 5 sẽ thành 5 phần 10. Còn 2 phần 5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 2 sẽ thành 4 phần 10. Trừ 2 phân số cùng mẫu số giữ nguyên mẫu số là 10. Lấy tử chữ tử, 5 trừ 4 bằng 1, như kết quả cuối cùng x bằng 1 phần 10 nhé. Giờ tiếp theo câu B, x trừ 2 phần 5 bằng 2 phần 7. Như vậy trừ 2 phần 5 chuyển quế thành cộng 2 phần 5, đúng không? X bằng 2 phần 7 cộng cho 2 phần 5. Như vậy mình thấy là đây là phép cộng 2 phân số khác mẫu số. Mình cũng đi quy đồng mẫu số. Mẫu số chung sẽ là tích của 7 nhân 5, đúng không? Như vậy là 2 phần 7 nhân tử vào mẫu cho 5 sẽ là 10 phần 35. Còn 2 phần 5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 7 sẽ là 14 phần 35. Cộng 2 phân số cùng mẫu số mình lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 10 cộng 14 là 24, như kết quả là 24 phần 35 nha. Giờ tiếp theo câu C nha. X nhân cho 3 phần 4 bằng 9 phần 24. Như vậy nhân chuyển quế thành chia, đúng không? X sẽ bằng 9 phần 20 chia cho 3 phần 4. Chia mình sẽ biến đổi thành phép nhân và đảo ngược phân số thứ hai, có nghĩa là 3 phần 4 đảo ngược thành 4 phần 7. Nhân 2 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu, 9 nhân 4, còn dưới là 20 nhân 7. Giờ ở đây mình sẽ rút gọn nha, 9 chia 3 còn 3. 20 này trên 4, chia tử vào mẫu cho 4, thì trên còn 1, dưới là còn 5. 1 nhân 3 là 3, 5 nhân 1 là 5. Vì kết quả x sẽ bằng 3 phần 5 nhé. Giờ tiếp theo là câu D, x chia 1 phần 7 bằng 14. Như vậy là chia chuyển quế thành nhân.
như x bằng 14 nhân cho 1 phần 7. Bây giờ một số nhân cho một phần số thì mình lấy số đó nhân tử, mẫu giữ nguyên. Y là 14 nhân 1 và phần 7. 14 chia 7 được 2 đúng không? Nhân 1 cũng bằng 2. Như kết quả cuối cùng là x bằng 2 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn học sinh. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ câu số 3 người ta cho cái gì nè? Một vòi nước chảy vào bể. Giờ đầu chảy được 2/15 bể. Giờ thứ hai chảy được 1/5 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được bao nhiêu phần của bể? Như vậy là người ta nói là vòi nước chảy, có một vòi nước đang chảy vào bể, giờ đầu chảy được 2/15, giờ hai chảy được 1/5. Trước hết mình sẽ tính xem 2 giờ chảy được bao nhiêu vào bể. Giờ sau đó mình sẽ lấy cái số tính được chia 2 thì mình sẽ được trung bình mỗi giờ, đúng không? Vậy là mình sẽ trước hết mình sẽ tính xem vòi nước chảy trong 2 giờ được sẽ được bằng bao nhiêu nhé. Như vậy mình sẽ lấy 2/15 cộng cho 1/5 nhé. 2/15 cộng cho 1/5. Giờ như vậy mình đây là thấy hai phân số khác mẫu số, mình sẽ đi quy đồng mẫu số nha, đúng không? Mẫu số chung sẽ là 15. 15 chia hết cho 5 đúng không? Như vậy 2/15 mình sẽ giữ nguyên nha. Giờ tiếp theo 1/5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 3 đúng không? 15 chia 5 được 3. Vì 1/5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 3. 1 x 3 là 3. 3/15. Như vậy là cộng hai phân số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 2 cộng 3 là 5 đúng không? Vì 5/15. 5/15 mình thấy là mình có thể rút gọn được bằng cách chia tử vào mẫu cho 5. 5 chia 5 được 1, 15 chia 5 được 3, kết quả sẽ 1/3. Đúng không? Sau khi tính xong thì mình sẽ lấy kết quả ha. Mình sẽ cái phần kia đó mình tính vào nháp nha, mình chỉ cần ghi kết quả trong cái lời giải của mình là được. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 1/3. Đúng không? 1/3 bể nhé. Giờ như vậy sau đó thì mình sẽ như vậy trong 2 giờ chảy được 1/3 bể. Bây giờ người ta mình sẽ tính trung bình xem mỗi giờ chảy được bao nhiêu. Thì mình sẽ lấy 1/3 chia 2 đúng không? 2 giờ chảy được 1/3 bể. Mình muốn biết mỗi giờ chảy được bao nhiêu thì mình lấy. Như vậy lên mình lấy 1/3 chia 2 nhé. 1/3 chia 2. Như vậy là chia bằng nhân đảo ngược đúng không? Như vậy sẽ bằng 1/3. Chia mình sẽ biến đổi thành phép nhân. 2 mình hiểu là 2/1 đảo ngược thành 1/2 đúng không? Giờ nhân hai phân số mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 1 nhân mẫu là 1. 3 nhân 2 là 6, như vậy kết quả sẽ là 1/6 đúng không? Như vậy kết quả là 1/6 bể nha. Giờ đáp số luôn, đáp số sẽ là 1/6 bể. Giờ như vậy mình xong bài số 3 nha. Giờ như vậy bài số 3 này có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp bài số 4 nha. Giờ tiếp theo là bài số 4. Trước đây mua 5 mét vải phải trả là 60.000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2.000 đồng. Hỏi là với 60.000 đồng hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải nhé? Giờ như vậy người ta nói là trước đây mua 5 mét vải hết 60.000 đồng. Thì trước hết mình sẽ tính xem
Chúa đang mua giá một mét vải sẽ là bao nhiêu tiền, đúng không? Bằng cái lấy 60.000 chia cho 5. Và sau khi có giá tiền của trước đây mình trừ đi 2.000 thì sẽ ra giá tiền một mét vải hiện nay. Và sau lấy 60.000 đồng chia cho số giá tiền một mét vải hiện nay thì sẽ ra được là số mét vải hiện nay, đúng không? Thì trước hết mình sẽ tính xem giá một mét vải trước đây là bao nhiêu nha. Mình sẽ lấy 60, mình chia cho 5, đúng không? 60 chia 5 bằng 12, 12.000 đồng, đúng không? Rồi sau đó mình sẽ tính là hiện nay giá một mét vải sẽ là bao nhiêu, bằng cách lấy 12.000, mình trừ đi một trừ 2.000, đúng không? Vì giá đã giảm 2.000. Bây giờ 12.000 trừ 2.000 còn 10.000 vậy. Như vậy là hiện nay với 60.000 đồng mình có thể được mua được bao nhiêu mét vải, bằng cách lấy 60.000 đồng chia cho 10.000, đúng không? Như vậy 60.000 chia 10.000 thì bằng 6. Như vậy là 6 mét vải nha. 6 mét. Đáp số ở đây sẽ là 6 mét vải nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 đúng không nè. Giờ câu số 4 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong toán lớp này, bài giảng hôm nay. Nếu các em khác bài giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì liền bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.